would like to tell you about some uh, tips thầy about muốn to make your meditation better. Chia sẻ với các bạn một số bí quyết để chúng ta thực hành thiền tốt hơn. Meditation related to not weekend practice. Thực hành thiền không phải là những thực hành vào dịp cuối tuần. Meditation is not oh when I have time I will do. Thực hành thiền không phải là khi nào tôi rảnh, khi nào tôi có thời gian thì tôi sẽ ngồi thiền. If we practice like this meditation, we never grow in meditation practice. Nếu mà bạn chỉ thực hành thiền như vậy các bạn sẽ không phát triển đâu. Meditation is essential practice. Thực hành thiền là một thực hành thiết yếu. Why because if you don't put your mind in process in a row certain certain years, your mind will become into the same pattern as before. Bởi vì nếu mà bạn không rèn luyện tâm trí của bạn, lúc nào tâm trí cũng chỉ ở những khuôn mẫu cũ. So breaking down mental pattern is not easy. Và việc chúng ta có thể phá vỡ được những khuôn mẫu trong tâm trí là một điều không dễ. And with knowledge, we cannot break it. Và nếu mà bạn chỉ có kiến thức và hiểu biết thôi, bạn không phá vỡ được đâu. Nếu mà chúng ta có kiến thức, có hiểu biết, chúng ta phá vỡ được tâm trí của mình rồi thì ai cũng đã trở thành Đức Phật. Read a book, you know already what is enlightenment chúng ta chỉ cần đọc một quyển sách chúng ta đã biết sự khai sáng là gì rồi một vị thầy khi mà viết một quyển sách cần dành 10 năm mới viết được cái quyển sách đó nhưng mà chúng ta đọc 10 ngày là đọc xong hết rồi But that is just a knowledge, nothing. nhưng đây chỉ là kiến thức của chúng ta thôi nó không là gì cả after that knowledge you have to go through you have to travel everything every point of that you need to experience by your own sau khi mà chúng ta có kiến thức đó rồi chúng ta cần phải tự trải nghiệm so meditation is not weekend practice meditation is not when you have a time you practice thực hành thiền không phải là thực hành vào dịp cuối tuần thực hành thiền không phải là thực hành khi nào bạn có thời gian rảnh thì bạn ngồi thiền make sure profoundly every day if you are really busy honestly busy 30 minutes at least hãy chắc chắn rằng bạn thực hành thiền mỗi ngày cho dù bạn rất là bận đi chăng nữa ít nhất ngồi ít nhất 30 phút thôi or one hour is Hoặc a, is a good uh, ideal time chúng ta ngồi thiền một tiếng morning 30 minutes evening 30 minutes buổi sáng 30 phút buổi tối 30 phút this is average person đây là một người trung bình nha if you want really explore deeper at least you need to meditate 4 hours a day Thế còn những bạn nào muốn thật sự khám phá thì chúng ta ít nhất thực hành thiền 4 tiếng mỗi ngày. So morning 2 hours evening 2 hours. Mỗi buổi sáng 2 tiếng đồng hồ, mỗi buổi tối 2 tiếng đồng hồ. But that's fine that is another level for Thầy the biết new beginners. Đây là một tầm cao mới dành cho những bạn mới bắt đầu. But at least remember 30 minutes 1 hour 30 minutes 1 hour not less than it. Nhưng ít nhất là chúng ta hãy thực hành thiền 30 phút hoặc 1 tiếng không ít hơn như vậy. If you do every day in a row for 6 months you will see the stability in your mind. Nếu mà bạn thực hành thiền đều đặn như vậy mỗi ngày, các bạn sẽ thấy một sự dịch chuyển trong tâm trí của bạn. Và chúng ta hãy thêm yếu tố thiền trong mọi hoạt động mà bạn làm. Eating food can be a great meditation, mindful mindful act. Ví dụ cứ mỗi lần mà bạn ăn, đây là một hoạt động chánh niệm rất tuyệt vời. Walking, whenever you walk, pay attention to your walking. Khi mà chúng ta đi bộ, chúng ta hãy chú ý vào bước chân của bạn. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn có làm gì đi chăng nữa, hãy luôn chú tâm vào hơi thở. So like that you're constantly creating a base. Và như vậy các bạn liên tục tạo ra những nền tảng. So you have very strong base. Có như vậy bạn mới có một nền tảng vững chãi. Then immediately you don't pull into the triggers. You don't pull into the memory. Mà bạn không bị ngay lập tức kéo lại bởi những gì nó trồi lên bên trong bạn. That is the way to meditate. Đây mới là cách chúng ta thực hành thiền. Otherwise you just come this kind of practices. You practice well. After you go back, you became busy. After two, after one week, two weeks, everything gone. Chứ nếu không, chúng ta chỉ đến những khóa thiền như thế này, thực hành thiền rất tốt, rồi chúng ta đi về một tuần, hai tuần, mọi chuyện lại như cũ. Yeah, so make sure the persistence is everything. For example, a person like me, even I don't do in a, in a especially this time I need to meditate, but I'm always in meditative state because I always have the possibility to teach, to listen, to express. In the in in a flow, I meditate. Còn đối với một người như thầy, thầy không cần phải cố định một lịch trình để thầy ngồi thiền mà trong mọi hoạt động trong dòng chảy của thầy thầy because, thiền mỗi một giây phút because i spend whole time in this meditation bởi vì thầy đã dành toàn bộ thời gian của thầy ở trong trạng thái thiền như thế này because this is my my life and also kind of job bởi vì đây là cuộc sống của thầy đây cũng là công việc của thầy because i'm not putting my mind in other areas thầy không có tập trung vào những lĩnh vực khác But but when you guys you have different job different work environment and you are với... busy with that work suddenly you miss it. Nhưng các bạn có những công việc khác ngoài kia khi chúng ta bận rộn với công việc chúng ta quên mất việc này. That is the reason make sure first you give time to yourself after you give time to money earning job. Đó là lý do vì sao hãy luôn ưu tiên việc dành thời gian cho bản thân mình hơn là việc kiếm tiền. Without losing yourself you earn money. It goes nowhere. Nếu mà chúng ta đánh mất chính mình, mà chúng ta chỉ muốn đi kiếm tiền, các bạn sẽ không đi đâu về đâu đâu. You feel boring, you feel lonely, and you spend that money on the entertainment. Các bạn cảm thấy buồn, chán, cô đơn và bao nhiêu tiền bạn kiếm được các bạn xài hết vào việc giải trí. Because you think I need to give some 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 treat to myself. Bởi vì các bạn nghĩ rằng bây giờ mình phải yêu chiều bản thân. But You are not enjoying really you are giving money to business people. Nhưng bạn đang không thật sự tận hưởng đâu, bạn chỉ đang cho cái đồng tiền của bạn cho những người làm kinh doanh. Somewhere you are working hard and somewhere you are giving. Bạn đi làm rất là cực khổ kiếm được đồng tiền rồi bạn xài như vậy. But when you really work on yourself, you are grounded, you don't feel mess and you use your money precisely where it's really important. Nhưng khi mà bạn thật sự vững chắc, cách bạn sử dụng đồng tiền rất hiệu quả và bạn không cảm thấy thiếu thốn so you don't waste your money for unnecessary entertainments or unnecessary show off bạn sẽ không phí phạm đồng tiền của bạn vào những việc giải trí hay là khoe mẽ phô trương because sometimes we want to show our neighbors or our family members that i have everything bởi vì đôi khi chúng ta muốn cho người khác thấy rằng tôi có mọi thứ trong tay no need you you have to check yourself how much you need that is enough there is no comparison Our life with any of our neighbors. không cần đâu chúng ta hãy tự vấn lại chúng ta có bao nhiêu là đủ chúng ta không cần phải so sánh cuộc sống của mình với hàng xóm với láng giềng vậy nếu mà bạn hiểu điều này các bạn sẽ dành thời gian cho những hoạt động chuyển hóa bản thân mình